xóm ma. Xóm nằm trên khu nghĩa trang. Hồi đó, người Pháp kéo đại bác vào tấn công thành Gia Định. Xác lính Triều và lính Tây nằm lẫn lộn lên nhau, thối sình, tử khí bốc cao. Tây rút đi, quan quân triều đình đào lỗ chôn tất cả. Bắt đầu từ hồi đó, đêm đêm có người vẫn cứ nói ma trời hiện ra chập chờn, ma Tây nhìn béo và tròn, ma ta nhìn gầy và méo. Cả xóm đi ăn mày, ngày lê la ngoài phố chợ, tối về ngủ dưới những túp lều lụp xụp. Xóm không có tên, nhưng có người gọi xóm chó ỉa. Bỗng một hôm, từng đoàn xe vận tải kéo tới, đổ từng đống gạch và bê tông cốt sắt xuống ngay giữa khu đất bỏ trống giữa xóm. Ngày hôm sau, nhân công đầu đội mũ bảo hộ cứng màu vàng, mặc áo màu cam tấp nập kéo tới. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, ngày nào cũng thế, tiếng đinh, tiếng búa, tiếng xe vận tải rền vang một khu đất trống. Thiên hạ trong thôn xóm ngơ ngác hỏi nhau: họ xây cái gì vậy? Ai biết, đi hỏi ông chủ á. Ông đứng bên kia kìa, cái mặt trắng tròn tròn, trắng hồng như là trái táo đó. Chỉ trong vòng một tháng, tòa nhà cao ngất trời thành hình. Hôm tân gia có đốt pháo, xe BMW và xe Mercedes bóng lộn đậu một hàng dài từ ngoài ngõ kéo vào tới gần cổng. Quan khách tham dự tiệc tân gia ai cũng mặc vest, cổ thắt cravat, phụ nữ son phấn lụa là, mùi nước hoa mắc tiền thơm nức đẩy xô mùi hôi của xóm. Trong khi tiệc tân gia đang tưng bừng nổ vang tiếng pháo pha tiếng rượu sâm banh, nhiều người nghèo đói ghẻ lở đầy mình kéo tới trước cửa chìa tay an sinh. Cánh cửa bật tung mở ra, đầy tớ trong nhà mặc quần tây áo ủi thẳng cứng đi ra thẳng tay xua đuổi: đi đi chỗ khác chứ. Nhìn đám đông không chuyển đổi hình dạng, ông chủ tiến ra nhổ nước miếng xuống nền gạch: thế kỷ 20 rồi, lịch sự một chút có được không? Cánh cửa đóng lại, nhưng ăn mày vẫn không giải tán. Từ trong nhà có người khách ngứa tay quẳng cục xương ngang qua khung cửa sổ. Bao nhiêu thân hình còm cõi lao tới mục đích điểm. Thế là xóm trên khu dưới nườm nượp kéo tới. Người người chảy ngập nước miếng nhìn cơm gạo trắng nàn hương và thịt heo quay chiên giòn. Một lần nữa cánh cửa mở ra, nhưng lần này không phải là những người hầu mà là bầy chó dữ xua ra với hàm răng trắng nhỡn. Có thằng bé ăn mày làm mặt bướng cứ sống tới, con chó dữ nhất nhào tới, thằng bé té lăn quay ra sàn nhà, máu đỏ loang lổ sạch kẹp múa. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, nhưng thằng bé ăn mày không đổ ruột, cho nên vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Xương bên trong tiếp tục ném ra, bên ngoài thiên hạ tiếp tục tranh nhau nhặt xương nhai. Tiếng xương nhai nghe rau ráu, rôm rốp, vui tai và ròn tan. Thằng bé ăn mày bị chó cắn vẫn nằm đó, vết cắn sâu hoắm, máu đỏ chảy thông thốc có dòi, tuôn ồng ọc như nước phong tên. Nhìn ông chủ khuôn mặt tròn xoe có màu hồng đào của táo, đang đứng bất động ngay cánh cửa làm bằng gỗ lim màu nâu bóng. Ông bố bế con lên tay, yên lặng bỏ đi, miệng không nói gì, nhưng ánh mắt khó hiểu. Cứ thế, tòa lâu đài của xóm tiếp tục tiếng nhạc rập rình, xe hơi nối đuôi xếp hàng trước ngõ, và dân trong xóm tiếp tục đi ăn mày vào lòng từ tâm của khắp cùng thiên hạ. Tối hôm đó, dần trăng lưỡi liềm vừa vắt ngang qua cột dây điện cao thế của tòa nhà, người trong xóm hốt hoảng nhận ra tiếng rú như lợn bị thọc tiết phát ra từ tòa cao ốc. Người người chạy tới chỉ để nhận ra xác của người mặt tròn có màu trái táo rớt từ trên lầu cao chót vót, giờ đang nằm sóng xoài ngay trước sân gạch, đúng ngay nơi thằng bé ăn mày bị chó cắn té giật mặt xuống, giờ đã chết, chôn được hơn nửa tháng. Một tháng sau, tòa nhà treo bảng bán nhà.
có mấy người mặt tròn có màu táo ghé vào hỏi thăm, nhưng chỉ vỏn vẹn được 3 bữa nửa tháng, căn nhà lại treo bảng bán bởi tiếng đồn nhà có ma. Thiên hạ đổi tên gọi xóm ma. Nếu biết rằng dù có là phú quý cao sang, cửa nhà gác tía lộng lẫy huy hoàng, vàng chôn trong nhà phần chìm phần nổi, nhưng đời nhân gian rồi cũng sẽ chìm vào dĩ vãng. Tôi sẽ sống khác, khác rõ ràng, tương tự cõi âm phủ và chốn dương gian. Nếu biết rằng không phải chỉ có riêng tôi sống trên mặt đất, nhưng còn bao nhiêu người khác giống y như tôi, họ cũng biết đói khát, biết đau khi bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, thì tôi sẽ sống khác, sống tử tế hơn. Và tôi sẽ không bao giờ sống lạnh tanh như một xác chết đã chôn, tối thui cặp mắt mù lòa, không nhận ra nhân diện của Chúa trên khuôn mặt của nhân gian và của những người anh chị em đói khổ bần hàn sống chung quanh. Những cuộc đời như thế nhạt tanh, buồn ơi là buồn cho những mảnh vụn đời có máu lạnh.